Production. Hôm nay là một ngày không đẹp, trời kéo mây đen sắp có mưa, lại tạo cho lòng nhiều sức ép. Một ngày anh lại nhốt mình trong phòng với nỗi lòng thật nặng chịu, tâm tư thật khó để giải bày vì anh lại nhớ người yêu. Nhìn qua hiên khung cửa sổ, những hạt mưa đang rơi tí tách, cũng như đang nói với anh rằng bệnh anh mắc phải đã hết cách. Tương tư một người đã hết yêu đơn phương một người, giờ đã cũ anh phải đấu tranh với lý trí và xem con tim như kẻ thù. Anh đang cần lắm một phép màu để giúp anh cứu vãn được thực tại, cứ mãi cố chấp cứng đầu ngu ngốc. Yêu một người đã chia tay, anh tự cầm lấy miếng miệng trang rồi tự khứa tim mình chảy máu. Anh tự ôm một bụi xương rộng ôm mãi vào lòng rồi tự đau. Biết làm sao khi lòng muốn buông nhưng không thể qua được lý trí, biết làm gì để không phải nhói cứ để giọt lệ ú hang mi. Có lẽ trừ khi có một phép màu giúp anh vượt qua được thực tại, khi cứ cầm một con dao thái đến rồi tự làm mình đứt tay. Ta chỉ là cỏ dại ven đường, làm sao được lòng người vẫn vương, mơ ước chi những chuyện không tự hữu duyên tương ngộ không chung đường. Một lần lỡ chút dài yêu thương người đã dừng thương, ta lại vướng vì đâu ta lạc đường từ khi ta đánh mất người thương. Ta đâu biết chính ta vô thường, ta tự ôm lấy bao đau thương, ta quên mất lý lẽ đời thường để lòng vương bao tơ vương. Chỉ nhanh đến ta chẳng thể lường, vì đâu ta lạc hướng, ta quên mất rằng ta chỉ là cỏ dại ven đường. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ những cơn mưa, đã lâu rồi kể từ ngày đó đến giờ vẫn không đỡ hơn xưa. Cơn đau đó mới cứ dày vò mỗi khi bầu trời kéo u ám, vì ngày chia tay anh vẫn nhớ rõ anh như bị cầm giam. Một cơn mưa thật là buồn đổ xuống vào một ngày định mệnh, ta chính thức chia hai con đường, không còn ở cạnh bên. Anh không nghĩ là ngày đó ngày chia tay sẽ nhanh đến, nhưng thật không ngờ duyên nợ cắt đứt lời hứa người quên. Anh nghĩ rằng sẽ quên được em, nhưng anh không thể làm được. Một nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu, vì sao khóe mi ướt? Bước em đã bước, buông em đã buông, tại sao anh chỉ có thể làm theo á những gì em mong muốn? Một tình huống không thể kháng cự, anh bị dồn vào đường cùng, đến giờ cảm giác vẫn còn hiện hữu, anh không thể hình dung. Biết rằng buông tay là đúng, vì nếu làm gì người hết thương, như sao sợ tơ tình trong lòng này đến giờ vẫn còn vương. Ta chỉ là cỏ dại ven đường, làm sao được lòng người vẫn vương, mơ ước chi những chuyện không tự hữu duyên tương ngộ không chung đường. Một lần lỡ chốc dài yêu thương người đã dừng thương, ta lại vướng vì đâu ta lạc đường từ khi ta đánh mất người thương. Ta đâu biết chính ta vô thường, ta tự ôm lấy bao đau thương, ta quên mất lý lẽ đời thường để lòng vương bao tơ vương. Chỉ nhanh đến ta chẳng thể lường, vì đâu ta lạc hướng, ta quên mất rằng ta chỉ là cỏ dại ven đường. Ta chỉ là cỏ dại ven đường, làm sao được lòng người vẫn vương, chỉ những chuyện không tự hữu duyên tương ngộ không chung đường. Một lần lỡ chốc dài yêu thương người đã dừng thương, ta lại vướng vì đâu ta lạc đường từ khi ta đánh mất người thương. Ta đâu biết chính ta vô thường, ta tự ôm lấy tơ vương. Chỉ nhanh đến ta chẳng thể lường.